Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì là Tàng lại tiếp tục cập nhật thông tin mới để gửi tới cô dì chú bác. Thì mấy ngày hôm nay cô dì chú bác có thấy là có một cái điều gì đó nó hơi lạ lạ không? Mọi người có phát hiện ra cái chuyện gì lạ lạ không? Nhưng Lực Tàng thì phát hiện ra cái chuyện rất là lạ. Tại vì Lực Tàng rất là tin tưởng nha mọi người. Theo dõi là sát sao, cho nên là Lực Tàng nắm bắt được. Thì chắc hẳn cô dì chú bác cũng không biết thông tin gì. Nhưng thông tin ngày hôm nay Lực Tàng muốn nói là thông tin về luật sư Thơm. Luật sư Thơm nha cô dì chú bác. Thì những cái động thái của luật sư Thơm á, là Lực Tàng nắm bắt từ A đến Z hết. Tức là mọi chi tiết, mọi hành động và mọi lời nói, cũng như là những cái dòng status đăng lên trang cá nhân của luật sư là Lực Tàng nắm bắt rõ hết. Nhưng Lực Tàng thấy hai ngày hôm nay, là ngày hôm nay là ngày thứ ba rồi, mà vẫn chưa thấy luật sư Thơm đăng bài. Đấy, tức là chưa thấy luật sư Thơm viết một cái bài viết gì liên quan đến cái vụ việc của BVA hay bất cứ một cái vụ việc khác. Thì như vậy Lực Tàng đang khẳng định một điều rằng luật sư Thơm thứ nhất là bị report Facebook nha mọi người, và bị tấn công bị bởi hacker giống như đợt trước nha mọi người. Đợt trước là luật sư Thơm bị mất 2-3 ngày á, thì không đăng được bài, và nhờ cộng sự là Nguyễn Hường đăng bài. Thì ngày hôm nay cũng vậy. Thì chắc có khả năng là nếu như mà bị nhẹ thì Facebook nó sẽ trả lại trang Facebook cho luật sư Thơm trong vòng khoảng 2-4 ngày là người ta trả lại. Thì cũng rất mong cô dì chú bác á, là chúng ta không biết là trường hợp của luật sư Thơm là bị như thế nào. Lực Tàng cũng đang nghi vấn là hay là liệu chừng là có vấn đề gì mà trục trặc, khúc mắc và ảnh hưởng đến luật sư hay không, khi luật sư đã đưa những cái tin tức bí mật và những cái hình ảnh này kia đang trong thực diện điều tra của bên phía cơ quan công an về vụ việc của BVA, thì nó có ảnh hưởng gì đến quá trình điều tra vụ án hay không. Cho nên là luật sư đã cân nhắc và không đưa những cái tin tức lên nữa. Thì đó là hai cái suy nghĩ của Lực Tàng. Nhưng mà không quan trọng là như thế nào cả. Chúng ta chỉ cần giúp luật sư Thơm là vào trang Facebook của luật sư và tiếp tục nhấn vào nút 3 chấm và có cái chữ giúp Thơm, thì mọi người giúp luật sư Thơm tiếp tục như lần trước mà Lực Tàng chỉ cho cô dì chú bác đó. Ấy, tại vì như thế nào ạ? Không biết là luật sư bị cái vấn đề gì, nhưng mà chúng ta phải ủng hộ luật sư hết mình. Tại vì luật sư là một ông bao công đó. Lực Tàng phải nói đến là ông bao công, ông bao chuẩn đó. Ấy, và không thể để bất cứ một cái điều gì bất lợi đối với luật sư của chúng ta. Chỉ có luật sư của chúng ta mới lấy lại công bằng cho BVA trong thời điểm hiện tại bây giờ thôi. Luật sư có thể tiếp cận với lại pháp luật, tiếp cận với lại tòa án và tiếp cận được với gia đình nhà BVA và nắm bắt rất là nhiều những cái tình tiết quan trọng để xử lý cái vụ án. Cho nên là cô dì chú bác hết sức là giúp đỡ cho các luật sư của chúng ta. Đấy. Còn bên phía bên đó hiện tại bây giờ vẫn đang có những cái mưu kế có thể rằng là sẽ tấn công luật sư. Nhưng Lực Tàng nghĩ rằng là họ không tấn công nổi, và họ đang gọi như là dịu xuống để họ dùng gọi như là cương nhu, trong nhu có cương mà trong cương có nhu đó, để họ gặp các luật sư của chúng ta để gọi như là có cái dấu hiệu thương thảo, thương lượng, rồi cũng có thể rằng là van xin gọi như là này nọ đó mọi người, để giơ cao đánh khẽ và đánh vào tâm lý các luật sư chúng ta để giải cứu cặp đôi. Nhưng Lực Tàng chắc chắn một điều rằng với cô dì chú bác, không có cái chuyện thương thảo, không có cái chuyện gọi như là đàm phán ở đây. Luật sư của chúng ta rất là nghiêm khi nói thẳng với tất cả mọi người và truyền thông là chúng tôi làm theo đúng quy định của pháp luật và thực thi theo công lý. Không có người chiến thắng mà chỉ có công lý là chiến thắng, và tất cả mọi chuyện đều theo đúng quy định của pháp luật, không bỏ sót tội phạm, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan sai, không ăn tiền mà gọi như là để bán rẻ cái lương tâm, và sẵn sàng hy sinh mọi nơi mọi lúc để xử lý cái vụ việc cho tới cùng. Đó là bên phía luật sư chúng ta cái sự quyết tâm rất là cao. Còn bên phía bên kia họ lắm tiền nhiều của, họ có điều kiện kinh tế, họ có cái sự quen biết này nọ, thì mặc kệ họ. Nếu như họ mà lợi dụng vào những cái vấn đề đó để họ vi phạm thì chắc chắn rằng pháp luật cũng sẽ không buông bỏ cho họ, đúng không mọi người? Nhưng trong cái vấn đề mà Lực Tàng đang lo lắng đó, thì tiếp theo sau này thì chắc chắn rằng đụng chạm đến một ai đó thì sẽ có một cái vấn đề, nó sẽ thù hận nha mọi người, nó sẽ thù hận và nó có những cái phương án trả thù như thế này như thế kia. Thì chúng ta cũng không nên loại trừ ba cái vấn đề đó. Trong cái thời điểm nóng hổi như thế này thì tụi nó không dám manh động, nhưng nếu như sau này tụi nó có tiền, có quyền, có thế như vậy, thì sau cái sự việc mà chúng ta đã đi đến cái kết quả cuối cùng
là tước bỏ đi cái tính mạng cặp đôi kia và cả xã hội lên án gia biểu hai gia đình kia, thì liệu chừng nó có thù ghét hay không? Chắc chắn là nó có đó mọi người. Và sau này nó sẽ làm những cái gì thì không ai biết được, nhưng tất cả mọi chuyện chúng ta đều không có ngán ngẩm và không sợ sệt, các quý vị và bác. Thì cái vụ việc vừa rồi mới đây ở trên thành phố Hồ Chí Minh mới ngày hôm qua thì cũng đã có một vị luật sư đã bị chém trọng thương rất là nặng, một vị luật sư đang cấp cứu và trong cơn nguy kịch, không biết có qua khỏi hay không. Thì không biết là cái ông luật sư này ông đã gây hấn với lại ai, ông đã gây thù hằn với ai, hay là trong cái nghề nghiệp nói như vậy mà bị chém, thì người ta không biết, không biết rằng là làm tốt hay làm xấu hay là làm như thế nào, nhưng mà bị chém như vậy, trọng thương nguy kịch như vậy, thì chúng ta nghĩ đến ngay những luật sư của chúng ta và nghĩ đến những cái luật sư bên phía bên kia, thì đúng thực sự là sinh nghề tử nghiệp mà mọi người, sinh nghề tử nghiệp, không biết đường nào mà lần cả, không? Cho nên là tinh thần lúc nào chúng ta cũng phải cảnh giác cao, không sợ nhưng mà phải cảnh giác. Nhưng có gì chứ bác, kẻ xấu kẻ ác luôn núp lùm ở trong bóng tối, không biết đường nào lần đâu, và nó làm đủ mọi chiêu trò để nó thực hiện hành vi mục đích của tụi nó, thỏa mãn mục đích của tụi nó, đúng không ạ? Giống như cặp đôi kia thôi, nó làm đủ mọi chiêu trò, đủ mọi cách để nó hành hạ lên thân xác của bé Vea, để nó thỏa mãn cái hành vi của nó, thỏa mãn cái mục đích của tụi nó là trả cái thù tình đấy, nó thù hận chị Hạnh nha, mà nó tấn công bé Vea đấy, nó sợ mất đi thằng Thái, nó sợ chị Hạnh xem vào cuộc tình trái ngang, cuộc tình gọi như là mèo mã gà đồng của tụi nó, bắt đầu nó mới tấn công bé Vea. Thì đây là mục đích duy nhất của tụi nó, là đạt được cái mục đích của mình, không quan trọng đến tính mạng của người khác. Đánh mà đến mức độ con người ta tước đi tính mạng thì còn gì đau đớn hơn nữa mọi người. Mà không phải là đánh một hai lần đấy, không phải là lỡ tay hay này nọ, mà đây là cố tình truy sát, cố tình tước đi tính mạng của người khác trong một thời gian dài nha mọi người đấy. Thì còn rất là nhiều tình tiết mà người ta đang lo ngại, nhưng cô dì chú bác cứ yên tâm, những anh em mình làm YouTube truyền thông không sợ, bên phía luật sư cũng là nói thẳng thừng không sợ, nhưng Lực Tàng vẫn mong rằng là cô dì chú bác là hết sức mình để ủng hộ cho bên phía của Lực Tàng cũng như là bên phía của luật sư, để chúng ta tiếp tục chiến đấu trong cái cuộc vậy như là lấy lại công lý cho bé Vea. Nhưng cô dì chú bác chắc trước mắt cũng đang rất là nhiều cái khó khăn. Khi cái tỷ lệ giám định thương tích á, thì cô dì chú bác cứ nói rằng là không biết là cao hay thấp, nhưng Lực Tàng khẳng định với cô dì chú bác là sẽ rất là cao. Tại vì trước cái ngày 22 tháng 12 là cái ngày định mệnh của bé đó, là bé cũng bị tấn công rất là nhiều ngày nha mọi người, và nó tấn công một cách dã man với cường độ nhịp độ cũng rất là nhiều, thì chắc chắn rằng nó sẽ có thể rằng là sẽ tước đi tính mạng của bé, nhưng bé rất là kiên cường và bé vượt qua được những cái ngày đó nha. Vậy thì cái khi mà giám định tỷ lệ thương tích xong thì rõ ràng là phần trăm rất là cao, và không phải là quy vào cái tội cố ý gây thương tích mà quy vào cái tội đồng phạm giết người là chính xác luôn nha cô dì bác. Luật sư chúng ta đang rất tự tin khi mà nói thẳng một cái vấn đề là thằng Thái sẽ phải chịu trách nhiệm về tội đồng phạm giết người đối với lại Trang. Nên có gì với bác? Đấy. Ở đây á, mọi người nên nhớ rằng là trước cái ngày mà bé Vea mất là cái ngày 21, thì ngày 24 là cái ngày Noel và chuẩn bị đón chào năm mới. Thì tụi nó là nó mới bắt đầu nó sợ bị phát hiện. Tại vì bé Vea với chị Hạnh là hứa gặp nhau vào ngày mùng 1 Tết thì phải mọi người. Tết nhất thì phải cho con cái gặp mẹ chứ đúng không? Kể cả nó có cấm cản kiểu gì thì cấm cản. Nhưng mà ngày Tết chắc chắn là mẹ của bé Vea và gia đình bên ngoài sẽ gặp được bé Vea. Và bé Vea mong ngóng từng ngày và ghi vào trang nhật ký như vậy đó mọi người thấy không? Thì cho nên là nó phát hiện ra cái trường hợp đó. Cho nên là đến ngày 22 là nó sợ bị phát hiện, tại trên thân thể của bé Vea lúc đó là bầm tím rất là nhiều. Đấy, và những bằng chứng đó thì không thể che giấu được, không thể xóa đi trong một giây lát được, cho nên là nó quyết tâm nó tấn công, mà nó tấn công cho chết luôn á, để cho gọi như là nó xóa bỏ dấu vết, để nó không cho gia đình nhà ngoại biết luôn. Ơi thì vô tình rằng là trời xuống đất khiến, thì hôm bữa đó nó về, nó thằng Thái về nó đem vào trong toilet, nó nhật nó này nó kia thì Lực Tàng không biết, nhưng mà nó đã tước đi tính mạng của bé trong ngày hôm đó. Ơi thì nó đào thằng Thái mới che giấu, thằng Thái mới nói là đi báo công an thì tôi chết cả đôi à, tôi chết cả nhà. À, thế là bắt đầu này nọ là nó muốn ý đồ như thế nào. Lúc đó nó muốn ý định là nó muốn gọi như là giấu xác bé Vea luôn, chứ không phải là đơn giản. Thì nó đã nghĩ như vậy, trong đầu nó phải lé lên một cái là nó sẽ giấu xác, đúng không mọi người? Nhưng nó đâu có để cho bé Vea ví dụ như xuất hiện đến công an hay là đưa đi bệnh viện đâu. Chắc có khả năng là do hàng xóm ở khu vực đó người ta phát hiện, báo được quản lý. À, khi mà bé Vea bị thương thì bắt đầu là nó mới chấp nhận đưa đi cấp cứu, chứ còn không là ta nghĩ
nó sẽ bỏ vào bọc bóng, nó bỏ vào cái gì đó, nó vứt xuống, xuống sông đó. Thằng này nó không phải đơn giản đâu mọi người nhé. Đó là những cái tình tiết mà để cho chúng ta gắn thằng này vào tội giết người. Nó không phải là con người, nó không phải là thằng cha. Thằng này là vì thù tức cá nhân, vì mưu hèn kế bẩn, không có một cái gã gọi như là cầm thú để mà tấn công lên người bé mẹ. Thì như vậy những cái tình tiết chúng ta chỉ cần suy nghĩ đơn giản, chưa nói đến những tình tiết mà nó thụ họa, nó đánh đập chung với lại con Trang, hai đứa cùng chung sức, dùng những cái sức gọi như là vũ bão của mình để tấn công lên người của bé. Đó là những cái tình tiết rõ ràng rằng là có ý định muốn giết người mà đã lên âm mưu sắp đặt sẵn, chứ không phải là mới đây nha cô dì chú bác. Đó là tụi nó đã sắp đặt sẵn, những cái vấn đề đó nó đã sắp đặt sẵn, và nó muốn tước đi để nó xóa đi những cái tội ác của tụi nó. Nhưng lưới trời lồng lộng tia thương khó thoát, không thể nào nó xóa bỏ đi được những cái vấn đề đó. Cho nên rằng đến bây giờ tụi nó phải đang phải ngồi trong song sắt và đang phải chuẩn bị chịu tội trước pháp luật, đúng không mọi người? Tội ác này là tội ác chưa từng có trong lịch sử, và tội ác này không thể dung tha, không thể có cái chuyện nhân nhượng hay bất cứ một cái hành vi bao biện nào mà để cho cặp đôi này thoát tội cả, đúng không mọi người? Tụi nó chỉ có cần là phải tăng tội lên, nặng tội lên để mà gọi như là xử lý thì mới đúng, chứ không thể có cái dấu hiệu giảm nhẹ ở trong đây. Từ cái tình tiết nó lên công an, nó còn chối bỏ, nó còn không biết ăn năn sám hối, nó còn xóa camera, nó còn khai man khai láo phép, đổ hết tội lỗi cho nhau, thì như vậy cặp đôi này không nên sống ở trên cái xã hội này nữa. Tụi nó phải loại trừ, và những cái giả dối, những cái xảo trá và những cái ác ôn của tụi nó đã được phát hiện rồi mà không lẽ không xử, thì xã hội sẽ đi về đâu, đúng không mọi người? Công lý sẽ đi về đâu? Đó. Pháp luật Việt Nam là cái chỗ mà để giải quyết cái vấn đề này. Nếu như không giải quyết thì nó sẽ xảy ra cái trường hợp như thế nào, đúng không mọi người? Nhưng là tàng tin tưởng vụ án này, không biết những vụ án khác như thế nào, còn vụ án này là chúng ta đã theo rồi, thì mọi tình tiết từ bên phía cơ quan chức năng, bên phía các nhà chức trách thì họ mình nắm bắt rõ đó mà, cho nên là không thể nào mà có cái chuyện mập mờ đêm tối ở trong đây. Thế quý vị bác, người ta hoàn toàn tin tưởng vào bên phía cơ quan công an, họ sẽ giải quyết hết mình cái vụ việc này nha quý vị bác. Đấy. Còn tình hình bên đó, nó bây giờ nó choảng nhau hay nó đánh nhau này thì cũng chỉ là tô vẽ cho cái sự nhục nhã của họ thôi, đúng không mọi người? Nó yêu thương nhau, nó đùm bọc nhau, nó che chở nhau, nó che giấu cho nhau. Đấy, nó làm đủ mưu hèn kế bẩn để nó cứu cặp đôi cầm thú, rồi nó hợp tác với nhau, nhưng đến thời điểm hiện tại bây giờ đổ lỗi cho nhau, rồi bắt đầu cắn nhau chí chóe, là đã bộc lộ bản chất của một hai gia đình gọi như là cầm thú rồi, ác từ trong trứng ác ra rồi. Tôi nói thật, không bao giờ mà tôi nghĩ rằng là những cái gia đình đó họ là tốt hết, họ chỉ là những cái kẻ che giấu tội phạm, đồng phạm giết người, và âm mưu là quá trình là đê hẹp. Hay quý vị bác, được tàng hy vọng luật sư của chúng ta sẽ có những cái biện pháp, những cái đơn kiến nghị xử lý những cái người liên quan, đặc biệt là bên phía nội nha mọi người, những cái người biết mà còn che giấu, đến bây giờ vẫn đang còn gọi như là ngang ngạnh, cứng hực, cứng họng, và gọi như là luồn lách để mà cứu cái kẻ ác ôn gây ra cái tội ác tài trời tài đình, bày ra những cái mưu kế quá bẩn, đúng không mọi người? Đó, xử hết những cái kẻ đó. Rồi đơn kiến nghị gửi luôn ban quản lý khu chung cư. Ban quản lý khu chung cư là phải có một phần trách nhiệm ở trong đây. Tại vì sao? Sinh ra quản lý, sinh ra bảo vệ, sinh ra những cái người này người kia, chức này chức kia ở trong cái khu dân cư, trong cái chung cư Sài Gòn Pearl đó, để làm gì? Để bảo vệ cái an ninh trật tự ở trong đó. Nhưng tại vì sao? Bé bị đánh suốt cả một năm trời như vậy không ai phát hiện ra. Mà khi người ta thông báo thì làm lơ, rồi đến khi là chối tội, nói là chúng tôi không biết. Nhưng người dân ở đó người ta đã khẳng định là người ta đã báo, báo chí người ta đã có đưa, phóng viên người ta đã về phỏng vấn, mấy người không thể chối được đâu. Thì cái đó có phải là những cái tội mà che giấu tội phạm hay không? Thì đề nghị bên phía luật sư chúng ta là lên hết danh sách những ai liên quan, ban quản lý chung cư nội ngoại, những người nào có dấu hiệu che lấp lấp liếm liên quan đến cái chết của bé Bé thì đưa ra giải quyết hết, không thể nào để im được. Nếu để im thì đang bỏ sót người, sót tội và bỏ lọt tội phạm, đúng không mọi người? Tội đến mức như thế nào xử lý theo kiểu đó, phải không? Phải như vậy thì công bằng mới được thực thi và bé VA mới được siêu thoát, đúng không mọi người? Một đứa bé mà bây giờ sống trong một cái môi trường như vậy mà hàng rất là đông người, làm gì có chuyện không biết, chắc chắn là biết, nhưng biết là họ làm thinh, làm ngơ, đó là một tội ác. Bên phía các luật sư có nói rằng thấy người mà trong cơn nguy kịch
sắp chết mà không cứu thì đó là những tội ác, và cái đó cũng là vi phạm pháp luật và có cái bộ luật để xử lý đó nha mọi người, đúng không mọi người? Đó, cô dì chú bác yên tâm, luật an cũng phân tích cho mọi người một số cái khía cạnh như vậy để cô dì chú bác nắm bắt, và đặc biệt là bên phía luật sư Thơm thì luật an rất mong là vượt qua được cái giai đoạn khó khăn để cung cấp thông tin đến chúng ta, tại vì nơi luật sư Thơm là cái nơi để cung cấp thông tin mà chúng ta nắm bắt được những thông tin chính xác nhất, không thể lệch đi đâu được. Thì bây giờ là luật sư đang bị ảnh hưởng bởi cái trang Facebook, rất mong cô dì chú bác vào trang tiếp tục nhấn vào nút ba chấm và bấm vào cái chữ giúp Thơm là để gọi như là lấy lại cái trang Facebook cho luật sư để luật sư cung cấp thông tin cho chúng ta. Còn vấn đề nhà ngoại bên phía VA thì cô dì chú bác cứ yên tâm và cũng đừng có tấn công chị Hạnh nhiều. Tôi ta nghĩ là tấn công chị Hạnh là chúng ta đang mèo nhà cắn mèo nhà đó, không có nên làm như vậy. Tại chị Hạnh là người thấp cổ bé học mà cũng ít học lắm, ít ăn ít học và người hiền từ, nói chung là phải đến cái mức độ gọi như là hiền quá hóa đần rồi mới xảy ra cái trường hợp mà để con tiểu tam nó cướp chồng mình rồi nó giết luôn cả con mình. Thì nếu như người khôn lanh thì nó khác rồi nha mọi người. Đây chị Hạnh thì chị không ấy, cho nên là cô dì chú bác cũng hết sức thông cảm. Còn cái kêu công việc của chúng ta làm là chúng ta cứ một mạch như vậy chúng ta làm, chúng ta không ngán ai cả, miễn sao chúng ta không vi phạm pháp luật là được, đúng cô dì chú bác? Còn bé VA đã mất rồi, không quan trọng là bé này nọ nữa, đúng không ạ? Sau này tương lai của bé có đâu mà quan trọng, bây giờ quan trọng nhất là lấy lại công bằng cho bé thôi. Nó được tàng chỉ hy vọng là giữ được cái sức nóng và đưa những cái tin tức chính xác nhất cho cô dì chú bác. Cũng rất mong cô dì chú bác theo dõi, nhớ nhấn like và ủng hộ được tàng nha. Thì sáng ngày hôm nay được tàng cung cấp thông tin cho mọi người như vậy, có những thông tin gì mới được tàng sẽ tiếp tục cập nhật để gửi tới cô dì chú bác trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ.